thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Ống nhựa UPVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức đặc chuẩn quốc tế. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt vừa. Lại bền trong. Ống nhựa Hoa Sen, những nguồn hạnh phúc. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết nắng và nóng vẫn đang đeo bám người dân Nam Bộ hơn một tuần nay. Suốt từ sáng cho tới giờ thì khu vực này luôn trong trạng thái là ít mây và nắng nhiều. Nắng lên mạnh sẽ đẩy cho nhiệt độ tăng lên rất nhanh. Dự báo chiều nay, ba tỉnh là An Giang, Long An, Tiền Giang cũng như hầu khắp khu vực Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ ở mức nắng nóng là 35 cho tới 36 độ. Còn lại những tỉnh thành phố khác phổ biến là 33 đến 34 độ. Bên cạnh đó thì độ ẩm giảm thấp dưới mức 55% thì trời khô nóng. Với khu vực Tây Nguyên thì đây cũng là khu vực có nắng chói chang trong chiều nay. Các thành phố như Kon Tum và Buôn Ma Thuột nhiệt độ khá cao, 34 độ, cảm giác khá nóng. Trở ra Trung Bộ thì ở nửa phía Nam, nắng sẽ trải đều khắp các tỉnh thành vào chiều nay. Tuy nhiên nhờ có gió biển thổi mát cho nên là nhiệt độ các thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết đều không vượt quá mức 32 độ. Còn ở nửa phía Bắc, các thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, mưa ẩm cũng không còn nữa. Thay vào đó thì mây có thể mỏng đi nhường chỗ cho nắng đến. Nhiệt độ nhích nhẹ so với ngày hôm qua, cao nhất chỉ trong khoảng là từ 26 cho tới 27 độ. Nắng ráo cũng là trạng thái thời tiết của Bắc Bộ vào chiều nay. Nắng không quá mạnh, cộng thêm chút gió mang đến không khí thoáng đãng. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội cũng như các thành phố khác của khu vực này sẽ dao động trong mức là 25 cho tới 28 độ. Chuyển sang thời tiết biển, chiều nay hầu hết các khu vực trên cả nước đều sẽ là trạng thái nắng đẹp. Ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, sang vùng biển các đảo Phú Quốc và Thổ Chu, gió đây không quá cấp 4, biển êm và tầm nhìn xa trên 10 km. Và tiếp theo như thường lệ sẽ là phần dự báo cho các vùng trên cả nước trong chiều và tối nay.